Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Hôm nay thứ ba ngày 29 tháng 8, chương trình có những nội dung đáng chú ý. Hội nông dân tỉnh Quảng Nam tổ chức thành công đại hội đại biểu lần thứ 9, nhiệm kỳ 2023-2028. Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị chuyên đề quý 3 và triển khai một số nội dung liên quan về công tác xây dựng Đảng. Ký kết các văn bản thử nghiệm quản lý tổng hợp tài nguyên nước lưu vực sông Vu Gia Thu Bồn vào vùng bờ Quảng Nam Đà Nẵng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay Hội nông dân tỉnh Quảng Nam tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 9, nhiệm kỳ 2023-2028 với chủ đề xây dựng tổ chức hội và giai cấp nông dân Quảng Nam vững mạnh toàn diện, tiếp tục nâng cao vai trò chủ thể trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới, hướng đến nền nông nghiệp bền vững, nông dân giàu có, nông thôn văn minh hiện đại. Đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội nông dân Việt Nam, đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam, các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, nguyên lãnh đạo Hội nông dân qua các thời kỳ và 283 đại biểu tiêu biểu đại diện hơn 206.000 cán bộ hội viên toàn tỉnh tham dự đại hội. Nhiệm kỳ qua, các cấp Hội nông dân đã nỗ lực đoàn kết tập hợp các nông dân và đã kết nạp mới 26.215 hội viên, nâng tổng số lên 206.114 hội viên tham gia sinh hoạt tại 240 cơ sở hội và 1.231 chi hội. Bình quân hàng năm có 98% cơ sở hội xếp loại vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có đơn vị yếu kém. Cùng với triển khai hiệu quả các hoạt động thu hút tập hợp nông dân đồng hành cùng sự phát triển của quê hương đất nước, từ năm 2018 đến 2023, vốn quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh 75 tỷ đồng và quỹ của cấp huyện và cấp xã hơn 54 tỷ đồng đã hỗ trợ cho 5.000 lượt hộ vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh hiệu quả. Nhờ kinh tế phát triển mạnh, toàn tỉnh hiện có 321.940 lượt hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Đáng ghi nhận, trong nhiệm kỳ qua có 2.271 hộ được các cơ sở hội nhận giúp đỡ thoát nghèo với tổng số tiền gần 12,7 tỷ đồng, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh hiện nay xuống còn 6,6%. Đại hội đã thảo luận và thống nhất đề ra nghị quyết trong nhiệm kỳ 2023-2028 thực hiện thắng lợi 15 chỉ tiêu trọng tâm, trong đó phát triển mới 12.000 hội viên, hướng dẫn xây dựng 300 mô hình kinh tế tập thể, trực tiếp và phối hợp đào tạo giải quyết việc làm cho 15.000 lao động nông thôn. Đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận những nỗ lực kết quả mà các cấp hội nông dân trên địa bàn tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí Phan Việt Cường nhấn mạnh thêm một số nội dung mà các cấp hội nông dân cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ đến, trong đó chú ý đến công tác tập hợp nông dân, nâng cao trách nhiệm của tổ chức hội, vai trò chủ thể của nông dân trong tham gia xây dựng nông thôn mới, tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Đồng chí Phan Việt Cường cũng cho rằng, nói đến nông dân là nói đến đất sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, những rủi ro trong thiên tai dịch bệnh. Tuy nhiên, vai trò bà đỡ của kinh tế tập thể chưa phát huy, liên kết bốn nhà chưa đồng bộ quyết liệt. Tình trạng nông dân bỏ ruộng, không muốn làm nông nghiệp, thiếu hợp tác trong sản xuất, liên doanh, liên kết là những vấn đề cần quan tâm nhiều hơn trong nhiệm kỳ này. Tôi đề nghị các đồng chí lãnh đạo các sở, ban ngành, cấp ủy, các địa phương cần phải tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn, tập trung giải quyết hiệu quả các vấn đề bất cập, tồn tại kéo dài, bức xúc đã đặt ra đối với nông nghiệp, nông dân, nông thôn hiện nay. Quan tâm tạo điều kiện hơn nữa các cấp hội nông dân phát huy vai trò trách nhiệm của mình và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi xin chúc mừng và chung vui cùng các đồng chí, tin tưởng rằng tập thể nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát triển, tập trung lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ và nghị quyết đại hội đại biểu Hội nông dân nhiệm kỳ 2023-2028 đã đề ra, xứng đáng với vai trò chủ thể trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới, góp phần đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông dân. Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội nông dân Việt Nam cho rằng, các phong trào thi đua do Hội nông dân tỉnh Quảng Nam phát động, nhất là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững đã tạo động lực thúc đẩy mạnh mẽ nông dân thi đua lao động sản xuất, chỉ định cơ cấu kinh tế cây trồng vật nuôi,
Qua đó xuất hiện ngày càng nhiều điển hình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi trên các lĩnh vực. Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua đã góp phần củng cố và nâng cao vị thế của tổ chức hội nông dân, đóng góp quan trọng vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị và thành tích chung của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Nam. Tiếp tục kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy hội nông dân các cấp trong tỉnh tinh gọn, hoạt động hiệu quả, hiệu lực, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ hội các cấp, nhất là cơ sở, đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nâng cao chất lượng hội viên, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hội viên, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức sinh hoạt ở cơ sở, nâng cao tính chủ động, sáng tạo của Ban chấp hành, Ban thường vụ Hội nông dân các cấp trong chỉ đạo, điều hành, phát huy vai trò là cầu nối với doanh nghiệp, nhà khoa học và nhà nước, gắn bó mật thiết với nông dân, kịp thời nắm bắt, tháo gỡ, giải quyết những khó khăn bức xúc để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của hội viên nông dân. Đại hội đại biểu Hội nông dân tỉnh Quảng Nam lần thứ 9 nhiệm kỳ 2023-2028 đã bầu ban chấp hành mới có 35 người, bầu 17 đại biểu tham gia đoàn đại biểu dự đại hội toàn quốc Hội nông dân Việt Nam lần thứ 8. Bà Lê Thị Minh Tâm tiếp tục được bầu làm chủ tịch Hội nông dân tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2023-2028. Dịp này, Hội nông dân tỉnh Quảng Nam vinh danh các doanh nghiệp tiêu biểu đóng góp tích cực vào các phong trào thi đua của hội, trao sinh kế cho những hộ nông dân nghèo. Ngoài ra, Hội nông dân tỉnh Quảng Nam khen thưởng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ qua, khen thưởng cho các tác giả đạt thành tích cao, giải thưởng báo chí viết về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và hội nông dân. Trong khuôn khổ đại hội đại biểu Hội nông dân tỉnh lần thứ 9 nhiệm kỳ 2023-2028, chiều qua đoàn đại biểu dự đại hội đã đến dân hoa viếng hương tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh và tượng đài mẹ Việt Anh Hùng tại xã Tân Phú, thành phố Tam Kỳ. Trong không khí trang nghiêm, đoàn đã dành phút mặc niệm thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, các mẹ Việt Nam anh hùng đã không tiếc máu xương, công sức, anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì độc lập tự do cho nhân dân và sự phát triển lớn mạnh của đất nước, quê hương. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, các đại biểu nguyện tiếp tục truyền thống vinh quang của các anh, đoàn kết một lòng vượt qua khó khăn, thi đua lao động sản xuất, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Thưa quý vị, hôm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị chuyên đề quý 3 và triển khai một số nội dung liên quan về công tác xây dựng Đảng. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phan Việt Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Dũng chủ trì hội nghị. Hội nghị lần này đã tập trung sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết số 35 NQTU của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Nghị quyết số 39 NQTU của Bộ Chính trị về việc nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế và chỉ thị số 25 CTTU của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030 và quán triệt một số văn bản quy định của Trung ương. Sau 5 năm triển khai thực hiện nghị quyết số 35 NQTU đã tạo sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân, ngày càng rõ nét về vai trò trách nhiệm trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Nghị quyết số 39 NQTU của Bộ Chính trị cũng đã được Tỉnh ủy Quảng Nam cụ thể hóa bằng những hành động, việc làm cụ thể. Theo đó đã chỉ đạo huy động các nguồn lực để thúc đẩy phát triển các ngành lĩnh vực, phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đặc biệt tập trung lãnh đạo thực hiện 3 nhiệm vụ đột phá chiến lược giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế xã hội, triển khai các nhóm dự án trọng điểm quan trọng tại vùng Đông Nam và vùng Tây của tỉnh. Hội nghị cũng đã sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị 25 CTTU của Ban Bí thư và quán triệt một số văn bản quy định của Trung ương. Để triển khai thực hiện tốt các nghị định, chỉ thị, quy định của Trung ương được quán triệt trong hội nghị lần này, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan đơn vị nghiên cứu sâu kỹ và nâng cao nhận thức về nội dung các chỉ thị, quy định của Trung ương để nắm bắt, cập nhật tình hình, lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định và phù hợp với tình hình thực tiễn của cơ quan đơn vị địa phương. Về công tác xây dựng Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, các cấp ủy Đảng tiếp tục củng cố, kiện toàn, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế của hệ thống chính trị, đảm bảo quy định phù hợp với tình hình thực tiễn, nhất là ở những đơn vị hành chính được bố trí sắp xếp sáp nhập theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương. Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường lưu ý, các cấp ủy cơ quan tham mưu cần rà soát các nội dung, nhiệm vụ theo chương trình công tác năm 2023 của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy để triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng theo kế hoạch đề ra, chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận trong cán bộ đảng viên và nhân dân, kịp thời định hướng thông tin tuyên truyền, phối hợp giải quyết tốt những vấn đề bức xúc nổi cộm, dư luận quan tâm.
Dịp này, 9 tập thể và 17 cá nhân vinh dự được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Quảng Nam vì đã có nhiều đóng góp trong việc thực hiện nghị quyết số 35 NQTU của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới. Sáng nay tại thành phố Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Quang Nam và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu đồng chủ trì hội thảo ký kết các văn bản làm cơ sở tiếp tục thử nghiệm ban điều phối quản lý tổng hợp tài nguyên nước lưu vực sông Vu Gia Thu Bồn và vùng bờ Quảng Nam Đà Nẵng. Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam cùng ký thỏa thuận tăng cường phối hợp giữa hai địa phương về quản lý tổng hợp tài nguyên nước, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu lưu vực sông Vu Gia Thu Bồn và vùng bờ Quảng Nam Đà Nẵng trong thời gian đến. Có 8 nội dung ký kết, trong đó có tiếp tục duy trì thể chế liên tỉnh thành phố để hợp tác điều phối các hoạt động liên quan, đề xuất kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền các biện pháp đảm bảo thực hiện quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Vu Gia Thu Bồn, vân vân. Theo báo cáo, từ tháng 8 năm 2017 đến nay, có một số kết quả nổi bật trong giai đoạn thử nghiệm mô hình ban điều phối gồm tăng cường công tác phối hợp, gắn kết chặt chẽ giữa các bên liên quan, giám sát chặt chẽ việc vận hành của các nhà máy thủy điện trên thượng nguồn sông Vu Gia Thu Bồn, nghiên cứu đồng kiến nghị sửa đổi quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia Thu Bồn, vân vân. Sáng nay, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2023 cho hơn 300 đồng chí đại diện cấp ủy chi bộ cơ sở, bí thư, phó bí thư các chi đảng bộ trực thuộc, đảng bộ cơ sở, các đồng chí là chủ nhiệm, phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Đảng ủy cơ sở. Lớp tập huấn diễn ra trong 2 ngày 29 và 30 tháng 8 với 3 chuyên đề được triển khai, bồi dưỡng, gồm chuyên đề công tác kiểm tra, giám sát, chuyên đề nhận diện âm mưu, thủ đoạn, phương thức hoạt động, chống phá của các thế lực thù địch, phản động cơ hội chính trị, nghiệp vụ và giải pháp đấu tranh, ngăn chặn xử lý thông tin xấu độc, các quan điểm sai trái thù địch, chuyên đề hướng dẫn nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng. Trong quá trình tham gia lớp bồi dưỡng, các đồng chí được chủ động trao đổi làm rõ những vấn đề trọng tâm trong các chuyên đề. Thông qua chương trình tập huấn nhằm giúp đội ngũ cán bộ, đại diện cấp ủy chi bộ cơ sở, bí thư, phó bí thư các chi đảng bộ trực thuộc, đảng bộ cơ sở, các đồng chí là chủ nhiệm, phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Đảng ủy cơ sở cập nhật các kiến thức văn bản mới với những nội dung quan trọng, từ đó nắm chắc, hiểu sâu hơn để chỉ đạo thực hiện tốt việc triển khai hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và xây dựng của Đảng trong thời gian đến. Hôm nay, Thành ủy Tam Kỳ khai mạc hội thi dân vận khéo lần thứ nhất năm 2023. Hội thi sẽ diễn ra trong 2 ngày, 29 và 30 tháng 8. Có 20 đội tham dự gồm khối chính quyền, khối mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị, xã hội thành phố. Khối lực lượng vũ trang có 3 đội là Công an thành phố, Ban chỉ huy quân sự thành phố, Đồn biên phòng Tam Thanh. Khối doanh nghiệp có 2 đội là Công ty cổ phần cấp thoát nước Quảng Nam và Công ty cổ phần môi trường đô thị Quảng Nam. Khối xã phường, mỗi địa phương thành lập 1 đội. Mỗi đội thi sẽ phải trải qua 3 phần thi, gồm phần thi lý thuyết và nội dung tìm hiểu về chủ trương, quan điểm nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác dân vận. Phần thi xử lý tình huống thể hiện bằng tiểu phẩm và phần thi video clip về mô hình dân vận khéo tự quản được địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phát động thực hiện trong thời gian qua có hiệu quả thiết thực. Sáng nay tại xã La Dê, Ban chỉ huy quân sự huyện Nam Giang tổ chức hội nghị triển khai thực hiện dự án cán bộ chiến sĩ quân đội nâng bước em đến trường năm 2023. Tại hội nghị, Ban chỉ huy quân sự huyện Nam Giang đã trao quyết định nhận nuôi 2 em học sinh với mức hỗ trợ 23 triệu 900 ngàn đồng mỗi em 1 năm và nhận hỗ trợ 15 em với mức hỗ trợ 7 triệu 400 ngàn đồng mỗi em 1 năm. Dự án cán bộ chiến sĩ quân đội nâng bước em đến trường được triển khai đợt này tại 5 xã biên giới của huyện Nam Giang, gồm xã Chơ Chun, Đắc Rinh, Đắc Re, Đắc Tôi và xã La Dê. Tổng kinh phí thực hiện dự án gần 159 triệu đồng. Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Văn Tâm, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam, mong muốn các em học sinh được nhận nuôi và nhận hỗ trợ lần này sẽ là động lực tinh thần để các em phấn đấu học tập tốt, đồng thời mong muốn chính quyền địa phương và các trường hướng dẫn các em học sinh và phụ huynh sử dụng nguồn hỗ trợ tiết kiệm đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho các em trong suốt quá trình học tập. Chương trình Hóa đơn may mắn kỳ 4 quý 2 năm 2023 được tổ chức chọn ngẫu nhiên vào ngày 8 tháng 8 vừa qua. Trên cơ sở dữ liệu 68.560 hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, có ngày lập từ ngày 1 tháng 4 năm 2023 đến ngày 30 tháng 6 năm 2023,
đủ điều kiện tham gia quay thưởng, xác định được 19 giải thưởng. Sau khi công bố công khai trên cổng thông tin điện tử của Cục Thuế Quảng Nam và các phương tiện thông tin đại chúng, đồng thời tổ chức xác minh tính hợp pháp của các hóa đơn trúng thưởng. Sáng ngày 29 tháng 8, Cục Thuế đã tổ chức trao thưởng cho cá nhân doanh nghiệp may mắn trúng thưởng. Kỳ trao thưởng thứ tư dành cho những hóa đơn khởi tạo trong quý 2 năm 2023 với 19 cá nhân, hộ kinh doanh may mắn trúng thưởng trong chương trình quay số ngẫu nhiên đã được trao thưởng với tổng giá trị giải thưởng 80 triệu đồng. Trên cơ sở kết quả quay thưởng hóa đơn may mắn quý 2 năm 2023, Cục Thuế tỉnh Quảng Nam đã tổ chức rà soát danh sách cá nhân hộ kinh doanh theo thông tin tại cơ sở dữ liệu đăng ký thuế của cơ quan thuế, đối chiếu thông tin định danh trên chứng minh nhân dân, căn cước công dân với thông tin trên hóa đơn trúng thưởng. Trường hợp bà Nguyễn Thị Phượng, mã số thuế 827092-9534, trúng giải nhất trị giá 20 triệu đồng, có thông tin định danh trên chứng minh nhân dân không trùng khớp với thông tin trên hóa đơn trúng thưởng. Căn cứ vào thể lệ chương trình, bà Nguyễn Thị Phượng không đủ điều kiện nhận thưởng. Vì vậy, Cục Thuế Quảng Nam đã quyết định trao thưởng 18 giải còn lại, gồm 3 giải nhì, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng, và 5 giải ba, mỗi giải 4 triệu đồng, cùng 10 giải khuyến khích, với giải thưởng mỗi giải 1 triệu đồng cho các cá nhân hộ kinh doanh may mắn. Sau 4 đợt quay thưởng, chương trình hóa đơn may mắn đã tạo hiệu ứng tích cực lan tỏa, khuyến khích người mua hàng lấy hóa đơn khi mua bán hàng hóa dịch vụ để tăng cường quản lý doanh thu kinh doanh, tránh thất thu thuế, tạo lập thói quen tiêu dùng văn minh. Thưa quý vị, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, duy trì và khôi phục sức khỏe của khu vực doanh nghiệp là ưu tiên hàng đầu. Trong đó, sự suy giảm khả năng tiếp cận và hấp thụ vốn là vấn đề được đặc biệt quan tâm, cần nhanh chóng đưa ra các giải pháp chính sách hiệu quả để tháo gỡ. Theo khảo sát của cơ quan chuyên môn, năm 2023, tình hình khó khăn của doanh nghiệp tiếp tục kéo dài từ năm 2022 và ngày càng trở nên khó khăn hơn. Vì vậy, theo đại diện Ngân hàng Nhà nước, việc tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, duy trì và khôi phục sức khỏe của khu vực doanh nghiệp hiện đang là ưu tiên hàng đầu của ngành. Trong đó, sự suy giảm khả năng tiếp cận và hấp thụ vốn là vấn đề được đặc biệt quan tâm, cần nhanh chóng đưa ra các giải pháp, chính sách hiệu quả để tháo gỡ. Theo đại diện Ngân hàng Nhà nước, Chính phủ đã chỉ đạo sát sao, quyết liệt đối với các bộ ngành trong việc triển khai đồng bộ nhiều chính sách hỗ trợ khá toàn diện, tác động lên cả về phía cung và cầu để hỗ trợ doanh nghiệp. Có thể kể đến các chính sách về miễn, giảm thuế, phí và lệ phí, hỗ trợ về tài chính và tín dụng, thúc đẩy xuất khẩu và bảo vệ chuỗi cung ứng. Dù vậy, tín dụng chỉ mới có tín hiệu tăng trở lại từ tháng 6 sang đến cuối tháng 7, tăng trưởng tín dụng đạt khoảng 4,6%, giảm đáng kể so với cùng thời điểm năm trước. Điều này cho thấy khả năng hấp thụ vốn tín dụng của doanh nghiệp đang rất khó khăn. Nguyên nhân chính là do tác động của cầu đầu tư sản xuất kinh doanh. Các doanh nghiệp chưa kịp phục hồi hoàn toàn sau đại dịch COVID-19 lại kết hợp bị ảnh hưởng tiêu cực của suy giảm kinh tế trên phạm vi toàn cầu, nên nhu cầu vay vốn và khả năng hấp thụ vốn giảm sút. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang trình Chính phủ dự thảo nghị định về tổ chức hoạt động của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trong đó giảm thêm 2% một năm lãi suất cho vay để hỗ trợ các doanh nghiệp thuộc diện được vay vốn của Quỹ. Theo báo cáo của cơ quan chuyên môn, Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa chủ yếu giải ngân cho vay gián tiếp qua 5 ngân hàng gồm BIDV, MB, SHB, HD Bank và Bắc Á Bank. Lãi suất cho vay ngắn hạn là 4,16% một năm. Lãi suất cho vay trung và dài hạn là 6% một năm. Từ năm 2016 đến nay, Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa đã giải ngân gần 600 tỷ đồng cho 37 dự án khởi nghiệp sáng tạo, tham gia chuỗi giá trị và tham gia cụm liên kết ngành. Đây là con số khá khiêm tốn so với số lượng và nhu cầu vay của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong nửa đầu năm nay, tổng số vốn Quỹ đã chấp nhận cho vay là 425 tỷ đồng, bao gồm ủy thác cho vay và cho vay gián tiếp. Tổng vốn đã giải ngân theo tiến độ của dự án khoảng 270 tỷ đồng, bằng gần 87% kế hoạch năm. Đến nay, số tiền gốc cho vay đã thu hồi đạt 120 tỷ đồng, thu lãi 21 tỷ đồng, dư nợ còn khoảng 150 tỷ đồng. Quỹ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận do Thủ tướng Chính phủ thành lập. Quỹ hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Vốn điều lệ tối thiểu của quỹ là 2.000 tỷ đồng, thực cấp hơn 837 tỷ đồng.
Thưa quý vị, theo tổng hợp của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tính đến giữa năm nay, Quảng Nam đã có 75 dự án kế hoạch liên kết sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị được phê duyệt với tổng kinh phí hơn 311 tỷ đồng. Các dự án kế hoạch liên kết này thu hút 78 hợp tác xã và 72 doanh nghiệp với hơn 17.000 hộ nông dân tham gia thực hiện liên kết. Tổng nguồn vốn thực hiện hơn 311 tỷ đồng, trong đó kinh phí nhà nước hỗ trợ theo nghị quyết số 17 gần 49 tỷ đồng và lồng ghép vốn hỗ trợ từ nghị định số 135 ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý sử dụng đất trồng lúa hơn 3,5 tỷ đồng. Trong số đó có 66 dự án kế hoạch liên kết trên lĩnh vực trồng trọt, 3 dự án cây lâm nghiệp, 6 dự án chăn nuôi tại 18 huyện, thành phố, thị xã và một doanh nghiệp. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam. Tiếp theo là những thông tin dự báo thời tiết trong 24 giờ tới do Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Nam cung cấp. Thành phố Tam Kỳ mây thay đổi đến nhiều mây, đêm nay và chiều mai có lúc có mưa rào và dông. Ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm từ 75 đến 96%, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Thành phố Hội An mây thay đổi đến nhiều mây, đêm nay và chiều mai có lúc có mưa rào và dông. Ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm từ 68 đến 95%, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Thị xã Điện Bàn mây thay đổi đến nhiều mây, đêm nay và chiều mai có lúc có mưa rào và dông. Ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ từ 27 đến 32 độ, độ ẩm từ 66 đến 95%, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Thị trấn Thủ Thành mây thay đổi đến nhiều mây, đêm nay và chiều mai có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm từ 75 đến 96%, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Thị trấn Brown mây thay đổi đến nhiều mây, đêm nay và chiều mai có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, độ ẩm từ 73 đến 97%, gió nhẹ. Thị trấn Thành Mỹ mây thay đổi đến nhiều mây, đêm nay và chiều mai có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ, độ ẩm từ 73 đến 97%, gió nhẹ. Thị trấn Trà My mây thay đổi đến nhiều mây, đêm nay và chiều mai có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, độ ẩm từ 70 đến 97%, gió nhẹ.